quay tổng hợp thôi. Quay tổng hợp cả dãy. Mức giá chưa đến 10 triệu đôi loa Watford đến từ Anh Quốc. Những đôi loa khủng như thế này mà các bác bỏ quên. Các bác cứ đi mơ những cái đôi loa đẹp này. Đẹp tuốt, nó chỉ hình thức, nhiều những đôi loa là nó sản xuất của Trung Quốc. Loa kể cả nhiều đôi loa made in China nhưng nó sản xuất theo tiêu chuẩn của Anh, theo tiêu chuẩn của Mỹ thì không sao các bạn. Nhưng đây là những đôi loa là sản xuất của Trung Quốc để xuất đi các thị trường của Việt Nam mình, nó sẽ khác hẳn nhé. Thôi nhé. Còn made in China nhưng mà ví dụ như những thương hiệu của BMW kép này, Tannoy này, họ vẫn made in China đấy, nhưng vẫn có mấy trăm triệu một đôi đấy hơn. Nên là mình không chê cái đấy, nhưng đây là những đôi loa phải nói là nó quá đỉnh. Nhưng mà em chỉ quay tổng hợp giới thiệu qua mức giá như thế này mà các bác bỏ quên. Em lột cho các bác xem này. Những đôi loa này mà các bác không lấy thì các bác lấy những đôi loa nữa khác làm gì? Đem gì đôi khác? Cứ hoa mắt làm gì? Chơi nó phải chơi chất lượng các bác ạ. Đây này, em quay cho bác nhìn nhé. Em giới thiệu luôn đôi bác Founder này mức giá 9 triệu 8. Bát 30, ép còi. Về kích thước này, chiều sâu thùng 40. Chiều ngang thùng 36. Chiều cao 1, 2. Chiều cao tầm khoảng độ hơn 60. 65 nhé. Về chi tiết đôi này, em cũng giới thiệu một đôi bát 30, một đôi bát 40. Đều hàng châu Âu tất. Các bác đợi xem. Xem nó xứng đồng tiền không. Đây ạ. Cái thứ nhất thì là nói củ sau. Em cho bác nhìn này. Có nhìn thấy phân tần của em nó chưa? Nhìn thấy trở của em nó chưa? Một đôi loa karaoke. Đấy, karaoke. Mà như thế này thì các bác nhìn nó như thế nào? Đây là đôi loa karaoke đấy. Con này có hai bóng. Hai bóng, nó thường gọi là bóng cầu chì, ngày có lúc em gọi tắt thì gọi là cầu chì. Nhưng có nhiều bác lại hỏi bóng gì? Hai cái bóng này nó gọi nó như cái cầu chì ấy bác ạ. Nó như là một cái cầu chì. Có nghĩa là nó sẽ có tác dụng là nếu như các bác hoạt động quá công suất thì nó sẽ sáng cái bóng này lên. Mạnh quá thì cái bóng này nó sẽ cháy. Mục đích nó sẽ cháy. Nó sẽ cháy thì tương đương với lại là khi nó cháy thì nó sẽ để nó bảo vệ loa cho các bác. Vậy thôi. Như đây. Đây là đôi loa Anh Quốc Godfather Pro model LIX12. Công suất max của em nó là 1000W 8 ohm. Hàng này. Em lần luôn ạ. Những đôi loa chưa đến 10 triệu này mà các bác bỏ quên. Được chưa? Hai tay sách hai bên rồi. Con này dưới chân đế có 4 đế cao su, có thể để bình thường hoặc có thể cắm trên cọc giá. Mặt trước thì đây, một bát, một kèn trên và hai lỗ thông hơi phía dưới. Còn mặt trước là e căng bằng thép rồi, đây căng thép. Thì để về với củ thì bác nhìn này. Củ này zin từ trong ra ngoài. Đối với dòng Watfather này các bác ví dụ em là cái nước củ keo này, keo của nó này nó không trắng đâu, nó hơi đục đục vàng vàng ở này. Các bác để ý cái đôi Watfather mà của em 2 bát 40 em có giới thiệu chưa? Nó y như này đấy. Màu y như này luôn. Bao loa bao zin cho các bao chất luôn cho các bác luôn nhá. Zin tuyệt đối cho các bác nhá. Được chưa? Ok chưa? Nhìn chưa? Những đôi loa này mà các bác không lấy thì bác lấy đôi nào? Loa Anh Quốc như thế này không lấy thì lấy đôi nào? Lấy làm gì những loa kia làm gì nhiều? Ham rẻ làm gì, thêm 1 2 triệu chơi trong này này. Này, order. Đấy, còn bát 30 đây. Không khen nữa, quay cho bác nhìn thôi. Củ tép nó cầm nó bị sái tay này. Cầm đi England đây. Củ tép nó thế này cơ mà. Chưa? Bạn nhìn cái từ nam châm này. Con từ của nó vẫn còn này, bảo vệ đấy. Trông chống nhiễu đây. Cái lớp keo ấy, lớp băng dính nỉ ở ngoài chống nhiễu ấy, bọc từ vẫn còn nguyên bọc từ. Chưa? Đôi này không lấy đôi nào. 9 triệu 8 gọi là 10 triệu đi, lấy cho nó nhanh. 9 triệu 8. Sang tiếp tục đôi bát 40 hàng khủng như thế này. Mức giá có 12 triệu 9. 12 triệu 900. Đôi bát 40. Phải nói luôn là nó quá khủng. Này. FWK15, FWK15 dòng loa từ châu Âu. Công suất 400W một loa, đôi này 1000W, trở kháng 8 ohm. Công suất người ta đây là người ta ghi hàng châu Âu xịn. Nó ghi công suất thực các bạn, nó không ghi ảo ảo đâu, nó không ghi đẩy lên đâu. Này châu Âu, tất cả châu Âu hết.
củ tép của nó, bác nhìn cái từ củ tép của nó. Loa karaoke của mình củ từ tép chưa chắc là bằng cái củ từ, loa karaoke củ từ bát chưa chắc là bằng củ từ tép của con này. Được chưa? Nói về loa sau. Quay vào thùng cho bác nhìn này, kích thước thùng này, chiều sâu này. 1 2, chiều sâu 45. Sâu thùng 45, chiều ngang thùng cũng 45. Chiều cao thế nào? 1 2 3 65 đến 70 khoảng đấy. Mặt trước đây. Mặt trước thì làm một tấm lưới thép. À, khoang bát 40, hai lỗ thông hơi vuông hai bên. Kèn ở giữa. Con kèn này còn phải làm được cái giá chống này, nó phải cố làm cái giá để nó chống con củ loa, bởi vì con từ nó quá nặng, không có chống này là nó sẽ bị gãy cặp từ. Còn về phân tần đấy ạ. Bác nhìn hộ em. Phân tần của một đôi loa karaoke mà họ thiết kế như thế này thì các bác phải biết này. Được chưa? Đây này các bác nhìn luôn của em xem nó zin hay không, các bác nhìn những cái này các bác biết luôn. Xịn hay không? Ở đây này. Còn những cái keo trắng này là em thấy cảm thấy là khi keo của họ nó hơi lỏng lẻo, em đổ keo cho các bác đấy. Cho nó giữ chắc chắn, bởi vì là không là đi những quả này nó bị lỏng lẻo ra nó rơi là đi nó vật lộn nó lăng nó gãy mất chân. Là về vô tình lại cắm vào ô ông Tuấn nó tịt nó hỏng một loa. Đấy. Nhận chưa? Này, xịn từ cái dây của nó luôn nhá. Xịn từ dây luôn. Chưa, sau đây sang cái loa, các bác nhìn. Loa này chẳng lấy thì bác lấy loa ở đâu? Nó từ này 22 chắc đặt găng tay này. Nguyên cái củ nam châm kích thước nó phải từ trên 20 cm rồi. Con này ôi trời, mẹ nặng thật. Nặng thật, bó tay. Bác nhìn thấy nó khủng chưa? Loa như này các bác không lấy có hơn chục triệu. Các bác chả lấy em chịu, chả biết là các bác muốn lấy loại gì, muốn lấy loại gì nữa. Này, từ từ nhé, em phải chống chân vào đây không nó trượt. Được chưa ạ? Nào, các bác nhìn thấy màng thích chưa? Cái màng chất loa, chất giấy của nó đỉnh chưa? Con này cho các bác pha ngoài sân khấu ngoài trời thoải mái cho em nhé. Kiện được, bát 40, màng giấy, gân vải tầm dầu. Sang đến con củ kèn đây. À đây, còn à, đây tem với vạch của nó nằm đây hết đây. Tem vạch của nó đây ạ. Đấy, các bác nhìn. Tem vạch của nó hết đây. Được chưa? Đấy. Đây nữa này. Các bác nhìn cái củ nam châm của nó gần 20 cm. Cái củ từ này nó còn to hơn cả cái củ từ kèn còn to hơn cả từ từ em đỡ đã. Nó rơi. Nó to hơn cả củ con này. Con lo bát đấy. Thế là ok. Sợ chưa? Nhìn chưa? Loa này các bác không mua đâu. Nhìn cái độ dày này, các bác nhìn cái độ dày của chó, sợ chưa? Họ làm đấy, chất ở đây này. Đây. Đây. Hàng châu Âu. Chất ở đây đấy, đây, trước mặt con tép còn có là một lớp nỉ bọc luôn. Hàng châu Âu nó ở đây này. Họ không riêng hàng châu Âu, nước ngoài họ không cần hình thức nhiều lắm đâu ạ. Tất cả cái hình thức lòe loẹt ở ngoài họ đưa hết vào chất lượng của những chiếc loa này. Mức giá 12.900.000 đôi loa này. Cảm ơn các bác. Khủng thật, những loa sợ thật.